Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp vỏ thùng của hãng Bioneer nha. Cái cặp vỏ này là vỏ của Bioneer 880 đó quý vị và các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ đo kích thước rồi sau đó sẽ quay cái tình trạng và báo giá nha. Về viện cứu độ chế thì chiều sâu của cái thùng này là 40, sâu 40, ngang là 51,5, ngang 51,5 nha. Và cao là 88. Rồi. Thì cái lỗ bát dưới này thì mình bắt bát 40. Thì cái lỗ này nó lọt lòng là để việc kéo thước đo nha. Nó lọt lòng là 36, còn cái lỗ trên này á thì nó lọt lòng là 18, còn cái lỗ chép ở trên này thì lọt lòng là 34, và cái chiều đứng này thì nó 10 ha. Thì mình tính lọt lòng thôi chứ còn bắt chép dao này lỗ nhiều nữa. Thì e căng thì nó cũng bị gãy mấy chỗ quý vị các bạn, đây nó gãy nè. Cặp thùng này á thì nó có những cái chỗ như thế này nè, bể đây ha, rồi đây vận chuyển chốc gỗ lạng. Rồi thùng này nó khá là nặng, vậy các bạn nghiên cứu làm gì cho làm. Quý vị bỏ bàn. Rồi nhìn từ xa tổng thể thì ở phía sau thì không có phân tầng nha, cái phân tầng này hầu việc tháo ra. Đó. Thì ở đây nè, bể vận chuyển cấn bể ha, ở đây vận chuyển nó cấn chút xíu ở đây nữa nè. Vệ vị nghiên cứu rồi thì nói chung là ve chai cấn mấy chỗ nè, thì bông tiêu âm đồ con. Đó. Về quý vị tuốt tác lại làm gì làm. À, lưới dây căng này thì nói chung là cái dây căng này cũng tăng tành nè, thấy vậy thôi chứ về mình sửa lại cũng khó. Quý vị đóng dây căng khác luôn đi. Rồi 1,5 triệu không bao ship nha, bạn nào chốt chuyển khoản về tuốt tác lại. 1,5 triệu này thì mình bán chơi cho vui thôi chứ nội công vận chuyển mà mình vận chuyển từ bên kia về là tiền phí hết trơn. Rồi